Căn cứ theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các quy định theo quyết định số 3779 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các quận huyện vừa công bố cấp độ dịch tại các xã phường trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 4 xã phường đang ở mức độ 3, vùng cam, bao gồm các phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc, quận Sơn Trà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ngoài các địa phương trên, thì hiện Đà Nẵng có 26 xã phường cấp độ 2 và 26 xã phường cấp độ 1. Qua hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng, đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 6.200 ca mắc COVID-19, trong đó hai điểm nóng nhất là quận Sơn Trà và Liên Chiểu. Trên địa bàn thành phố hiện có 370 điểm phong tỏa với hơn 3.800 nhân khẩu.